Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toán Thư. Quý vị thân mến, nửa tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn diễn ra mà chưa đạt được đột phá, trừ việc hai bên mở hành lang nhân đạo cho người dân sơ tán. Cuộc xung đột này đã đưa cấu trúc an ninh châu Âu và trật tự thế giới bước sang một trang mới. Đứng trước lo ngại về cuộc chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhiều người bất giác nhớ lại lời tiên tri rùng mình của nhà ngoại cảm nổi tiếng người Mỹ, bà Jolie Heavenly. Ít ai biết, vào năm 2021, bà đã đưa ra những dự đoán về cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine và giờ ứng nghiệm một cách bất ngờ, khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Chưa hết, trong dự ngôn của mình, bà còn tiên tri về vận mệnh nước Mỹ, Trung Quốc, cũng như cảnh báo về diễn biến mới nhất của đại dịch COVID-19 và các thảm họa giáng xuống mà loài người không được chủ quan. Vậy rốt cuộc, bà đã dự đoán cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine khi nào kết thúc? Sau biến động này, thế giới còn phải đối mặt với kiếp nạn nào khác nữa? Liệu rằng Việt Nam có phải hứng chịu những hậu quả mà cuộc xung đột này gây ra hay không? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm hiểu ngay sau đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24 tháng 2 ra lệnh phát động chiến dịch quân sự nhằm phi vũ trang và phi phát xít hóa Ukraine. Nga khởi đầu chiến dịch bằng màn tập kích tên lửa dữ dội vào nhiều thành phố Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Sau đó, lực lượng Nga bắt đầu vượt biên giới, tiến vào Chernihiv, Kharkov, Andrugan ở miền đông, đồng thời đổ lực lượng từ hướng biển lên Mariupol ở đông nam. Sau 2 tuần giao tranh, lực lượng Nga kiểm soát một số thành phố Ukraine, áp sát thủ đô Kiev và bao vây các đô thị khác, gây sức ép với các mục tiêu chiến lược khác, trong đó có thủ đô Kiev, khiến hơn 2 triệu người di tản. Sau khi cuộc chiến giữa Nga-Ukraine nổ ra đã khiến mọi người một lần nữa tập trung sự chú ý vào nhà chiêm tinh, nhà ngoại cảm nổi tiếng người Mỹ, bà Judy Heavenly. Ít ai biết, vào ngày 5 tháng 12 năm 2021, trên trang web cá nhân của mình, bà đã đưa ra dự đoán gây sốc về cuộc giao tranh căng thẳng này, và giờ đây nó linh ứng một cách bất ngờ. Không chỉ dự đoán về xung đột giữa Nga và Ukraine, nữ tiên tri Judy Heavenly còn đưa ra những cảnh báo về năm 2022 liên quan tới nhiều phương diện của cuộc sống, từ dịch bệnh COVID-19 tới chính trị, kinh tế, thể thao, Oscar, tai họa tự nhiên, người nổi tiếng khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Vậy rốt cuộc, nữ tiên tri Judy Heavenly đã dự đoán bức tranh thế giới trong năm 2022 như thế nào? Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khi nào kết thúc? Liệu Việt Nam có phải hứng chịu những biến động từ cuộc chiến tranh quân sự này hay không? Để biết được câu trả lời chính xác, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu năng lực ngoại cảm của nữ tiên tri Judy Heavenly ngay sau đây. Trong các cuốn sách bán chạy nhất như Top 100 Nhà Tâm Lý Học của Mỹ và Nhà Chiêm Tinh Mỹ, bà Judy Heavenly đều có tên trong danh sách. Bà là chuyên gia cao cấp thuộc lĩnh vực siêu tự nhiên. Bà sở hữu học vị tiến sĩ tư vấn triết học và thần học. Trong 25 năm qua, khả năng ngoại cảm hoặc trực giác của bà chủ yếu tập trung vào các vấn đề sự nghiệp, tình cảm, các mối quan hệ của con người và giao tiếp với người đã khuất. Các khách hàng cao cấp của bà gồm có các minh tinh Hollywood, hoàng gia Ả Rập Xê Út, nguyên thủ quốc gia và tổng thống. Mỗi năm, bà đều đưa ra những dự đoán tương lai toàn diện cho năm tiếp theo và đăng chúng trên trang web cá nhân, Reuters, báo chí liên quan, các kênh truyền thông cùng các ấn phẩm. Những tiên đoán của bà về giải Oscar hàng năm có độ chính xác cao tới 90%. Năm 2021, bà đã dự đoán đúng về việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật cơ sở hạ tầng Tổng thống Mỹ tham gia lại vào Hiệp nghị Khí hậu Paris, Thống đốc bang California Gavin Newsom tái đắc cử và người chiến thắng giải thưởng Oscar. Bà Judy sinh ra ở Nam Phi, vùng đất nổi tiếng với nhiều phép thuật và thần bí. Cha bà làm trong ngành tang lễ, ông thường khuyến khích bà nhắm mắt và tiến vào thế giới nội tâm của bản thân. Khi bà làm như vậy, bà thực sự cảm nhận được những thông điệp đến từ thế giới khác. Bà có thể dùng những thông điệp được truyền tải đó để an ủi những người vừa mới mất đi người thân. Lớn lên, bà Judy đến nước Anh và tại đây bà đã đăng ký trở thành tình nguyện viên đóng quân ở Israel. Nhưng chỉ sau 3 tháng tại Israel, một hôm trong thâm bà nghe được một giọng nói cảnh báo có nguy hiểm. Bà nhận ra giọng nói đó cố đang bảo vệ mình và đã nhanh chóng rời bỏ công việc lính tình nguyện quay trở về Anh. Sau này, bà được biết rằng tất cả thanh niên trong quân đội chỗ mình đóng quân đều bị giết hại. Sau khi trở về London, vào một buổi tối trời mưa to, bà Judy đang trên đường từ chỗ làm trở về nhà, bất chợt có một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện, nắm chặt lấy tay bà, nhìn vào mắt bà và nói cô sẽ dùng năng lực của mình giúp đỡ rất nhiều người. Nói xong, người phụ nữ bí ẩn biến mất. Nhiều năm sau, Judy đến Mỹ làm việc cho một công ty ở Los Angeles. Những lời nói của người phụ nữ bí ẩn thường xuyên vang lên trong đầu bà. Vào một ngày đông lạnh giá, tới giờ ăn trưa,
rồi đi đến công viên cạnh công ty đi dạo và ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lúc. Đột nhiên, bà nhìn thấy hình ảnh của Chúa Giê-xu xuất hiện trước mặt. Đó chính là con mắt thứ ba được khai mở với công năng giao thị và túc mệnh thông. Đó chính là năng lực mà người phụ nữ bí ẩn kia đã nói. Judy chợt nhận ra mình cần dùng khả năng được ban đó để giúp đỡ cho mọi người. Từ đó, cuộc sống của Judy đã thay đổi hoàn toàn. Bà nghỉ việc ở một công ty và trở thành một nhà ngoại cảm thực sự. Thật trùng hợp, khi bà chuyển nghề, rất nhiều người cần bà giúp đỡ đã xuất hiện mà cũng không biết họ từ đâu tới, làm sao họ biết đến bà. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2021, trên trang web cá nhân của mình, bà đã đưa ra dự đoán ông Putin sẽ có âm mưu hủy hoại quốc gia độc lập Ukraine và sẽ rời khỏi NATO để củng cố địa vị đối đầu cạnh tranh với phương Tây của Nga, Anh và đưa ra lựa chọn giữa khí đốt của Nga hay Ukraine. Nga sẽ thể hiện sức mạnh quân sự để khiêu khích. Bà Judy còn đề cập về việc ông Putin sẽ bị mắc bệnh bất ngờ và ở Nga xảy ra biểu tình, khởi nghĩa và bạo động. Hiện nay, những điều này dường như đã diễn ra đúng như dự đoán của bà. Tiên tri của bà Judy không những chính xác mà so với tiên tri của thần đồng Ấn Độ Anand có phần cụ thể hơn. Trong tiên tri đầu năm nay, Anand nói rằng toàn cầu đang trong hiện tượng Kaspa Yuga. Mặt trăng vận chuyển quay quanh trái đất và trái đất vận chuyển quay quanh mặt trời có hai giao điểm. Nếu lúc đó mặt trời, mặt trăng, sao hỏa, sao kim, sao mộc, sao thổ và sao thủy đều tại một tiêu điểm thì được gọi là Kaspa. Trong chiêm tinh học Vệ Đà gọi là thất tinh liên châu, bảy chòm sao nối một đường. Trong chiêm tinh học của Trung Quốc, năm chòm sao hợp pha với nhau được coi là điểm lành. Còn trong chiêm tinh Vệ Đà, bảy chòm sao hợp pha được coi là điểm hung. Bởi vì Kaspa lại gặp phải chu kỳ ngược chiều của sao mộc. Khi Kaspa và sao mộc quay ngược tiến nhập vào cùng market, hai thiên tượng này đồng thời xảy ra thì mang theo tai họa cũng như làn sóng năng lượng phủ diện cuối cùng. Điều này đại biểu cho việc dịch bệnh sẽ không thể nào giảm bớt trong thời gian ngắn. Trong khoảng tháng 3 tháng 4 sẽ xảy ra sự kiện khí hậu nghiêm trọng. Trong khi đó, tiên tri của bà Judy có thể nói là bao hàm toàn diện, cụ thể tới cả tên nhân vật và sự kiện. Vậy nữ tiên tri đã dự đoán năm 2022 xảy ra những biến động lớn nào? Tiên tri về năm 2022 của bà Judy có thể nói liên quan tới nhiều phương diện của cuộc sống, từ dịch bệnh COVID-19 tới chính trị, kinh tế, thể thao, Oscar, tai họa tự nhiên, người nổi tiếng. Đầu tiên, bà đưa ra tiên tri liên quan tới nước Mỹ khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Theo nữ tiên tri, Đảng Cộng Hòa sẽ giành được Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ và sẽ kiểm soát Thượng viện sau năm 2022. Ông McCarthy có thể thay bà Pelosi nắm chức Chủ tịch Hạ viện. Kết quả này sẽ ảnh hưởng tới nhiệm kỳ còn lại của Tổng thống Biden. Ông Trump tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống trong năm 2024, nhưng năm 2023, Nikki Haley sẽ xuất hiện và cạnh tranh với ông Trump. Thống đốc bang Idaho là Brett Little và bà Sarah Huckabee Sanders sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa năm 2022. Nửa cuối năm 2022, Tổng thống Biden có thể gặp vấn đề về sức khỏe. Tội phạm bạo lực ngày càng gia tăng khiến chính phủ sẽ phải đầu tư thêm nhiều tài chính cho cảnh sát, quân đội. Năm 2022, kinh tế phát triển mạnh nhưng lạm phát sẽ lên cao, giá vé máy bay quốc nội Mỹ sẽ tăng 20%, giá đồ ăn sẽ tiếp tục tăng. Kinh doanh xuất khẩu tương lai phải đối mặt với tỷ giá đô la Mỹ cao hơn. Xuất khẩu khí tự nhiên sẽ lập kỷ lục cao mới. Do châu Âu và châu Á đều có nhu cầu nên xuất khẩu dầu và than đá sẽ phát triển mạnh. Chicago sẽ xảy ra vụ cháy lớn, gây ra thiệt hại lớn với thành phố này. Thành phố New York cúp điện, đồng đô la kỹ thuật số thông qua chương trình thử nghiệm để thay thế tiền xu và tiền giấy. CNN sẽ được Jeff Bezos hoặc một công ty lớn khác thu mua, cải cách lớn sẽ được tiến hành, mang tới đội ngũ tin tức đa dạng hơn. Sự uy hiếp của máy bay không người lái đối với mạng lưới điện của Mỹ. Lợi nhuận năm 2022 của các nền tảng giải trí trực tuyến như Netflix, Disney, Amazon Prime Video sẽ tăng. Disney sẽ mở nền tảng giải trí trực tuyến tại Đông Âu, Châu Phi và Trung Đông. Động đất cường độ 5,8-6,4 độ Richter sẽ tấn công Los Angeles, San Diego, San Francisco. Tiếp theo, nữ tiên tri tài ba còn dự đoán vận mệnh của Trung Quốc khiến Tập Cận Bình đứng ngồi không yên. Theo bà, ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục giữ chức Tổng Bí Thư, phía Trung Quốc sẽ có hành động chống lại Đài Loan, Mỹ vì khoản nợ đối với Trung Quốc mà sẽ không làm được gì. Điều này sẽ là thảm họa đối với kinh tế Mỹ và toàn cầu. Mọi người sẽ phải điều chỉnh để có một mối quan hệ cứng rắn hơn với Trung Quốc. Trang vũ trụ thiên cung của Trung Quốc sẽ được đưa vào sử dụng toàn diện, trong đó bao gồm cả vũ khí chống vệ tinh. Đáng chú ý, trong dự đoán của mình, bà còn cảnh báo những ảnh hưởng trực tiếp của COVID-19 và biến chủng của nó sẽ còn kéo dài tới năm 2023.
ông Jun Suk-yeol là người sẽ chiến thắng trong cuộc tranh cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2022. Ông Gabriel Boric sẽ trở thành Tổng thống mới của Chile. Tổng thống mới của Brazil sẽ là ông Luiz Inácio Lula da Silva. Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể từ chức. Chính trị gia bảo thủ Anh, Thủ tướng Chính phủ Anh, ông Rishi Sunak, Ngoại trưởng Liz Truss hoặc Jeremy Hunt sẽ thay thế vị trí của ông Boris. Nữ hoàng Elizabeth vẫn là người đứng đầu khối thịnh vượng chung trong năm 2022, nhưng bà sẽ có thêm trọng trách vào tháng 6 sau đại lễ bạch kim Platinum Jubilee chào mừng 70 năm trị vì của nữ hoàng. Đó là nữ hoàng sẽ chuyển giao quyền lực cho con trai, Thái tử Charles. Sau đó bà sẽ bị ngã ở trong cung điện và phải nhập viện điều trị và có thể sẽ tự kết thúc sự thống trị của nữ hoàng. Về Trung Đông và Nam Mỹ, bà Judy dự đoán Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ xích lại gần Trung Quốc, Ấn Độ và Nga thông qua lợi ích của việc bán dầu và có thể cho Hải quân Trung Quốc quyền sử dụng các đảo trong vịnh. Vì vậy, nếu có một cuộc đọ sức quân sự giữa Trung Quốc và phương Tây, đó sẽ là tại vịnh Oman. Nếu lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phải nhập viện, quyền thống trị của ông ấy sẽ được truyền cho con trai ông là Mojtaba. Mối quan hệ quân sự và kinh tế của Vương quốc Ả Rập Xê Út và Trung Quốc sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Vương quốc Ả Rập Xê Út sẽ rời xa lực lượng bảo vệ của Mỹ. Thủ tướng Israel sắp tới, Naftali Bennett sẽ không thay đổi đường hướng đối với nhà nước Palestine. Palestine sẽ tập trung vào quyền bình đẳng của người dân. Tổng thống Philippines sẽ là ông Ferdinand Marcos. Ông Mario Draghi vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí thủ tướng nước Ý. Nga, Trung Quốc và Triều Tiên ngày càng liều lĩnh với Mỹ và các nước khác. Kim Jong-un của Triều Tiên sẽ sử dụng hành động quân sự của ông ta khiến nước Mỹ bất an và gây nguy hiểm cho thế giới. Nhật Bản trở thành quốc gia vũ khí hạt nhân. Mỹ sẽ khởi động lại thỏa thuận hạt nhân Iran, song phương sẽ tiếp tục đàm phán. Mặc dù chuỗi cung ứng gián đoạn gây ảnh hưởng tới các nền kinh tế trên toàn cầu cũng đã tác động tới Canada, nhưng kinh tế quốc gia này vẫn trong tình trạng tốt, xuất khẩu giảm 15%. Tỉnh bang Alberta của Canada đã hạ mức thuế doanh nghiệp xuống thấp nhất cả nước. Do các ca nhiễm COVID-19 tăng gây thiếu hụt nguồn cung và dẫn tới lạm phát, kinh tế châu Âu sẽ bị chững lại. Tượng vàng Oscar lần thứ 94 cho bộ phim hay nhất là Power of the Dog hoặc Inspect Belfast. Năm 2022 sẽ là năm nói lời tạm biệt buồn với những nhân vật nổi tiếng như Barbara Walters, Jimmy Carter, Betty White, Giáo hoàng Benedict XV, Tony Bennett và một nhà lãnh đạo nước ngoài. Cuối cùng, bà còn đưa ra những dự đoán liên quan tới tai họa thiên nhiên mà loài người không được chủ quan. Theo nữ tiên tri, một số thành phố trên toàn thế giới trải qua lũ lụt, mưa và bão như California, Indonesia, New Auckland, Ấn Độ, Florida. Động đất có cường độ từ 6,2 Richter đến 7,5 Richter hoặc thấp hơn xảy ra tại Los Angeles, San Francisco, Mexico, Nhật Bản, Alaska, New Zealand, mất điện ở New York và San Francisco. Mưa bão tàn phá nhiều vùng của thành phố New York, triều cường và bão xảy ra ở Philippines, cháy rừng ở Canada và Úc, lũ lụt ở Trung Quốc và Caribe vào mùa đông năm 2022. Khu vực châu Âu bị lũ lụt lớn, thiếu hụt lương thực tươi sống. Úc, Canada và một số khu vực khác trên thế giới xảy ra cháy lớn. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã khiến mọi người một lần nữa tập trung vào sự chú ý vào nhà chiêm tinh, nhà ngoại cảm nổi tiếng người Mỹ, bà Julie Heavily. Ngày 5 tháng 12 năm 2021, trên trang web cá nhân của mình, bà đã đưa ra dự đoán rằng ông Putin sẽ có âm mưu hủy hoại quốc gia độc lập Ukraine và sẽ rời khỏi NATO để củng cố địa vị đối đầu cạnh tranh với phương Tây của Nga. Anh sẽ phải đưa ra lựa chọn giữa khí đốt của Nga hay Ukraine. Nga sẽ thể hiện sức mạnh quân sự để khiêu khích.